Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Tất Nhân vừa tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Nghi Xuân. Cùng đi có lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Theo kế hoạch, trong tháng 8 và tháng 9 năm 2021, huyện Nghi Xuân sẽ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ. Đến thời điểm này, Nghi Xuân đã huy động cán bộ chiến sĩ, lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, tham gia xây dựng và hoàn thiện các hệ thống hầm hào, sở chỉ huy trong khu căn cứ chiến đấu, hoàn thiện các hệ thống văn kiện kế hoạch, khu thực binh chiến đấu. Qua kiểm tra, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Tất Nhân đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền huyện Nghi Xuân, đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ diễn tập sắp tới. Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu huyện Nghi Xuân rà soát lại mọi công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập các nội dung diễn tập, chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, xây dựng trận địa, đảm bảo tính chất bền vững lâu dài, sẵn sàng tổ chức diễn tập khi có lệnh, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, đạt được mục đích yêu cầu đề ra.